Rồi mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video này, chắc có nhiều bạn thấy bất ngờ nha. Đây là phía sau nhà, là phía sau nhà vườn nhà của cậu thứ tư mình, cậu ruột á. Nhưng mà cậu ruột mình hiện giờ thì nằm đây rồi, cho nên là trong nhà chỉ còn có bà mợ thứ tư với lại con của mợ thứ tư là anh mình, nhưng mà nhỏ tuổi hơn mình, thường đó giờ kêu mày tao mà chứ không kêu anh em. Thì có làm, mình có chỉ làm YouTube, có làm một cái kênh cũng làm lâu rồi, tên là Thanh Niên Miệt Vườn. Thì ở nhà thì đơn chiếc lắm cho nên không có ai đó. Đây là xung quanh nhà. Thì bữa nay mình đi công chuyện, có rủ anh Bảy theo chơi với có một anh bạn mình nữa. Thì đi ngang nhà, ghé thăm nhà, đi thăm mộ. Cho nên là mình sẽ quay một video nhỏ nhỏ này cho các bạn biết. Hồi đó giờ nhiều khi các bạn nói là mình không có bà con gì hết. Thì hôm nay mình quay cái video này để cho các bạn xem chơi nha. Trong người mình nó cũng có hơi bị bệnh cảm, cho nên bữa nay nói chuyện nó cũng hơi bị ngộ ngộ với lại hơi mệt. Cái mít mới lớn vậy mà có được hai trái rất là to. Nhưng mà thường á, nếu mà hai trái này người ta để một trái thôi, người ta bỏ một trái nhỏ thì trừ một trái bự nó mới bự lắm. Còn nếu mà trừ hai trái này thì nó không có bự lắm, tại nó phải nuôi hai trái mà. Chăm à? Đá hả? Khỏi cần đập. Cái đạn nguyên cục nó bỏ vô cái đập ra nó tan. Giờ mấy anh em chuẩn bị đồ để giải khát. Gọt rõ vậy chú không? Không, vậy chưa rồi. Gọt móng quá ăn rồi. Móng không có miệng. Bó miệng à. Rồi lên ăn đi. Rồi lên bếp. Giờ nóng nực này, nướng nó cũng hơi nóng ha. Bếp than hồng mẹ nấu bánh trưng xanh nè. Hôm nay mình được đãi món bò nướng than hồng nha. Đây quay nó hơi ngược sáng. Ủa, bỏ đèn chứ. Có sáng rồi đó. Cho nó sáng. Nhà dưới điện mà. Điện lúc nãy gã ghề. hình như là trời chuyển mưa. Không, không mưa đâu, trồng mà. Bữa nhậu xỉn thì gì muốn đốt này luôn vậy Tấn? Bữa em để cái này nè. Cái này mình nướng xong rồi cho nó ráo rồi mình cắt ra thành miếng nhỏ nhỏ rồi mình mới nhúng vô nước mắm tiêu. Mình để lên nướng tiếp. Ủa chỉ này mua hai chế à? Hai chỉ này mua quá. Ngon hơn cái bếp mà ha. Dạ. Nó lớn hơn cái bếp, ngon hơn bếp. Đang lấy chim nè, chào đây. Chào bà con cô bác. Sao? Xin chào các bạn. Chào cả nhà thân thương. Cô bác bà con. Chọn ký ớt nữa. Ngon ớt dữ lắm hả? Đi ra cày hái đi. Kiếm ớt hả? Vậy kiếm cây ớt. Ê Vinh, ở đây có cây gì? Ô mui nữa kìa Vinh. Ừ. Cây mui. Cây mui hả? Cây mui. Trái này cũng ngon lắm mà. Sim đó, cái này nó gọi là sim đó. Đó. Bậy, sim là khác nữa. Nó cũng giống vậy. Gán giữ cái này lớn. Sao? Gán giữ nha, đừng cho chết nha. Bà đặt cái bà cũng đẹp lắm á. Ngoài còn bụi đây kìa. Ờ, giữ đi, đẹp lắm. Cây mui. Nhưng mà nhỏ nghe người ta kêu u môi, u môi không à, u môi, u môi. U môi, u môi. Môi, u môi, u môi. Kêu u môi là khác. U môi là khác.
Này nước mắm không? Nước dấu chấm mà nào để nhúng luôn hả? Nhúng 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 nước luôn cũng được. Để nhúng nhúng nước mắm anh nướng thêm đây nữa. Bả cho bụi chè ha. Đi chấm cái gói vô này chấm lại mắm nữa. Hút là không bia nữa. Mấy đường về. Chấm này miếng rồi. Vậy đó hả? Siêu sớm mà. Rồi năm mấy tháng rồi có được cầm đá ra năm 10 năm sao qua lúc làm của chồng. Hơn năm à. Bây giờ mấy ba trái cây mình ăn giống nước ngoài rồi, giống mình mất giống hết trơn ha. Này là kêu là thái siêu sớm. Ba cái thời của mình được mất giống. Mùa cổ cái mùa nghịch nó là 6.000 bây giờ 7.000. Ba cái thời của mình giờ không còn giống. Mình ăn nó ngọt đúng không? Mình ăn nó chất sơ nhiều. Nó giống nước ngoài chất sơ nhiều. Cháu buộc giống như trái khớp. Chỉ bỏ cái cùi với cái vỏ thôi. Cái này phần thịt này không biết cái gì của phần thịt nào của con bò ha. Nào đùi chúng ta. Thằng à, anh nghĩ nhìn thấy không? Không nhìn nè. Phần thịt này không biết. Thịt không mà nạc không à. Nào mà nạc mềm luôn á. Giờ mình nhúng vô đây. Đây là mình nướng. Đây là nướng tiếp. Thì mình cứ để qua bên nữa. Chừng nào tới cái đầu mình cắt ra mình nướng. Mình không cần. Bò nướng như nước mắm cái nghe là mùi thịt bò nướng nước mắm. Ngọt ha. Ngọt. Ăn chú chát đỡ đi. Cái này chắc là dày. Nó dày nó mỏng mỏng á ngon. Quá thì mình nướng nó. Nó như cái này được, cái này được. Trời ơi, nhà bán phở mà. Ngò bảo thơm. Cuốn cải phải không? Cuốn cải bay xanh giống như là kiểu như anh ăn cặp chảo vậy đó. Chảo thì có thêm ăn mặn nồng. Cải này cũng nồng mà không bằng cải. Xin mời, xin mời. Chức. Ngon quá không? Ngon. Ngọt cực kỳ. Thêm cái cải xanh này nó nồng nồng. Nồng nồng. Ngon. Có chuối sống nè. Còn miếng chua khế luôn. Lấy chia. Khế cây mới trồng à. Chưa lớn. Cây mới gà lá chưa gà bông. Dù miếng bìa nó mới ngon nè. Dù cái thật rồi. Có khế rồi chứ ngọt. Vô. Khỏe. Rồi xin mời gia đình luôn nè. Trồng khế chua mới. Đúng rồi, khế chua nó mới giá trị. Chứ khế ngọt à. Ai vừa ăn chứ chính à. Ăn là lạc nhắc à. Đúng rồi. Đúng rồi. Sống bên ông Tư có cái ngọt. Đấy. Bữa vàng tưởng cái chua. Đúng rồi. Hái anh nó không có xài gì được hết. À dịch. Rồi bây giờ là trời chiều rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình cũng chuẩn bị về thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Hy vọng là nếu mà các bạn thấy thích kênh Thanh Niên Miền Vườn thì ủng hộ giùm. Đây là anh của mình, con của cậu của mình đó. Hồi đó giờ mình cũng không có giới thiệu tại vì sợ mọi người không biết là thích hay không. Nhưng mà sẵn có dịp này quay cho các bạn biết. Rồi hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Mình quay một đoạn ngắn thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau, mình sẽ quay nhiều hơn nữa. Trời ơi, mai mà tới giờ này mà nó còn có nụ luôn nè. Ủa cái mai này sao mà cái nụ nó đẹp với... Ở nhà này còn nụ trời. Ừ. Ấn, tại sao mai đến giờ này còn nụ? Tại vì chưa có vợ. Máy còn nụ. Nụ nhóc luôn này nghe, chưa nở luôn mà. Ok á. Cây kiểu như em. Giờ em đang bầm bò đất thôi nha đó. Hay là chiều, hay là chiều. Giờ hẹn gặp lại.